Sau trước mình quay cho các bạn thì bắt đầu mới hình thành nụ thôi, nhưng mà các bạn nhìn thấy không, video này nụ đã bằng cái cúc áo rồi. Xin chào các bạn, hôm nay thì sẽ quay cho các bạn xem những cây hoa thực dược ngoại mà sẽ cho hoa vào chuẩn vào dịp Tết các bạn ạ. Đây thì mình sẽ quay cận cảnh cho các bạn xem cây của mình lúc này đang có nụ như này các bạn này. Ở cái video trước mình quay cho các bạn thì bắt đầu mới hình thành nụ thôi, nhưng mà các bạn nhìn thấy không, video này nụ đã bằng cái cúc áo rồi. Thì thời gian này là cái thời gian mà cái cây hoa thực dược sau khi trải qua một cái đợt thời tiết lạnh kéo dài, thì sau khi nhiệt độ tăng dần lên thì những cây hoa thực dược nó sẽ phát triển những cái nụ rất là nhanh. Đấy, nếu mà cái thời tiết như mấy hôm trước 8-9 độ thì cái cây hoa thực dược nó sẽ dừng lại, nó sẽ chậm phát triển nụ. Nhưng mà đến giờ này như các bạn đang quan sát đây, nhìn nụ rất là đẹp các bạn này. Nụ này thì 100% vào Tết rồi, không trượt các bạn ạ. Lúc này cây bắt đầu phát triển chiều cao. Đây là cái giống thực dược loại trung, tầm trung. Cây của nó chỉ đạt chiều cao khoảng độ 80cm trở lại thôi các bạn. Nụ rất là đẹp các bạn này. Đấy, cái dòng hoa mà màu tàn nhang của mình đấy, lúc này đang có nụ như này rồi. Tết này sẽ có hoa các bạn. Năm nay thì có ít thôi các bạn, bởi vì trồng muộn cũng nhiều, vừa trồng vừa nhân giống nên là nó không có nhiều vào dịp Tết. Và cây năm nay nó phát triển cũng không đồng đều, có cây nó phát triển chậm hơn thì nó lại lở muộn hơn, nên là nhìn cái luống hoa nó không được đồng đều các bạn. Nếu mà thời tiết nó thuận như mọi năm thì cái luống hoa nó sẽ rất là đồng đều, đóng đụ một loạt, và khi mình có thu hoạch hoa thì cũng thu hoạch một loạt. Nhưng mà năm nay thì thời tiết nó như vậy không làm gì được các bạn. Ở trong quá trình trồng chăm sóc thì cũng có một số cây do cái rễ nó còn ít mình đã trồng rồi nên là nó bị chết, sau đó thì lại trồng dậm đi dậm lại, nó bị muộn thời gian hơn nên là nó sẽ không có nhiều. Mà lúc này Tết thì vẫn có hoa các bạn ạ. Mấy hôm trước quay cho các bạn xem thì mới bắt đầu mới hình thành nụ thôi, nhưng mà mấy hôm nay thì nói chung tốc độ thì mỗi ngày một khác các bạn. Khi mà thời tiết mà nó cứ ấm lên như này, nhiệt độ từ 15 độ trở lên thì cây hoa thực dược nói chung là sẽ thích nghi với cái nhiệt độ này, và cây nó sẽ phát triển mỗi ngày một khác. Hôm nay thì mình quay như này thôi, mấy hôm nữa thì mình quay lại thì nhìn nó lại khác ngay các bạn. Khi nó ra được cái màu lá, màu lõn chuối như này này, là cái cây hoa thực dược nó phát triển sẽ rất là nhanh. Còn nó chưa ra được cái màu lõn chuối, cây hoa thực dược nó sẽ phát triển chậm, bởi vì thời tiết nó rất quan trọng các bạn. Ở các vùng miền khác thì không nói, như miền Bắc này thì cứ trận nào mà lạnh kéo dài là cây hoa thực dược hầu như là đứng im các bạn. Có phát triển chỉ gọi là lên một chút xíu thôi. Đấy, chứ cái nhiệt độ mà thuận mà ấm áp cứ từ 15-17 độ trở lên thì là chúng lại bật rất là nhanh. Bởi vì chúng đã kìm hãm trong suốt những cái ngày mà thời tiết nó lạnh sâu. Lúc này khi mà nhiệt độ thay đổi là nó sẽ bùng lên đấy các bạn ạ. Đây là không có mưa đấy, nếu có mưa thì cần mưa sau khoảng độ 3 ngày là nhìn nó khác ngay. Mà không có mưa thì nhìn cây nó như thế này các bạn này. Cái chiều cao nó cũng phát triển từ từ. Nếu có mưa thì nhanh lắm các bạn ạ. Như là lấm mọc sau mưa luôn. Đây cái luống này của mình đây, đều đóng nụ hết rồi các bạn. Tết này đều có hoa hết. Nụ lớn, nụ bé đều hình thành hết rồi các bạn. Mới đầu hình thành nụ thì cây nó chỉ lùn lùn như này thôi các bạn. Nhưng mà khi mà nụ nó phát triển ra, cái đốt này nó giãn ra là nó sẽ cao lên. Từ cái lúc hình thành nụ cho đến cái lúc mà có hoa thì nó cũng phải 20/20 ngày, tùy theo điều kiện thời tiết vùng miền các bạn. Đây là cây này này của mình là hoa to đây các bạn này. Nhìn cây nó lon bẫy luôn này các bạn này. Nhưng mà chưa có lụ, cây này thì chưa có lụ. Còn những cái dòng hoa mà tàn nhang của mình này, đều có lụ.
nụ đây các bạn này. Nụ này thì chuẩn Tết rồi. Chỗ này thì mình vừa bón phân mấy hôm trước các bạn. Lúc này thì cũng chỉ cần giữ cái độ ẩm nó thôi. Cái độ ẩm lúc này rất cần thiết. Mình tạo cái độ ẩm cho nó khoảng độ 80-90%. Cái cây hoa rực rực nó sẽ phát triển rất là tốt. Khi các bạn trồng chậu thì các bạn cũng lên tưới ẩm cho nó, nhưng cũng không lên tưới nhiều quá nhé. Nhiều nước thì nó sẽ dẫn đến là héo cây đấy. Trồng ở môi trường ở ngoài vườn thì nó khác, mà trồng trong chậu nó khác. Trong chậu thì nó phạm vi của cái rễ nó không được ăn ra xa như là trồng ở ngoài vườn. Rồi thì chúng ta bón phân nhiều khi là bón tưới phân dồn dập, là cái phân nó còn tồn dư ở trong cái chậu hoa của chúng ta rất là nhiều, trong đất rất là nhiều. Nếu mà các bạn trồng chậu mà cung cấp cái độ ẩm nó cao quá là nhiều khi là cây nó sẽ bị héo, nó dẫn đến cây nó ảnh hưởng đến bộ rễ. Còn mình trồng ngoài vườn thì cái đất nó thoải mái để cho cái bộ rễ của cây hoa rực rực nó phát triển, nên là khi có tưới thừa một chút nước cũng không ảnh hưởng gì. Này, lũ đây các bạn này, chọn Tết chưa? 18 ngày nữa là chắc là có hoa thôi các bạn. Năm nay thì cây nó không được nhiều cành như mọi năm. Mọi năm thì cây của mình nó nhiều cành lắm. Nụ hết rồi các bạn này. Mấy hôm nữa mình lại quay lại cho các bạn xem, nhìn nó sẽ khác ngay. Tưởng qua này là thời tiết nó ấm lên rồi các bạn. Khả năng đợt này sẽ ấm được lâu lâu, chứ nó không lạnh nữa. Thời gian vừa rồi nói chung là rét đậm rét hại dài ngày quá. Đã thấy những cái đợt rét về này nối tiếp nhau liên tục. Đợt này khả năng là nó sẽ ấm nhiều ngày hơn, vì rét quá nhiều rồi. Từ tháng 11 đến tầm lúc này tháng 12 âm, chưa cho hơn một tháng rét liền nhau rồi thì cây gì lên được. Nhưng lúc này khi mà ấm lên là lúc cây rực rực nó sẽ phát triển và nó sẽ cho lụ cho hoa đúng vào dịp Tết. Còn cây nào nó chưa có lụ thì lại hẹn sau Tết các bạn. Đây, như cây này nó chưa có lụ này, cây này thì chưa có lụ, cây này trồng sau, lúc nó bị chết cây thì rậm sau nó chưa có. Còn đây đều hình thành nụ hết rồi các bạn này. Video của mình đến đây là hết. Nếu các bạn thấy hay cho mình một like, một đăng ký kênh và nhớ ấn chuông thông báo để đón xem những cái video tiếp theo. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video.